xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Hồng Hà Ceramic Hồ Gạch Rẻ. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn gạch giả gỗ 1580 Grato thuộc nhà máy công ty cổ phần CMC, gạch ốp lát cao cấp. Cái này theo nhà máy đóng là hàng 2 chữ A. Đây, hàng 2 chữ A, chất lượng 2 chữ A. Mình khui ra thùng nguyên tang nguyên kiện, mình khui ra mình xem chất lượng như thế nào, giới thiệu cho bà con anh em được biết. Đây. Đây, nhà máy CMC. Loại gạch giả gỗ này thì một thùng nó có 8 viên, 2, 4, 6, 8. Thùng nó có 8 viên. Gạch này chuyên lát sàn gỗ, phòng ngủ hoặc ốp tường, lát cho khách sạn, nhà nghỉ. Giá rẻ mà chất lượng ok. Này là gạch xương ceramic, xương bán sứ. Vân gỗ mờ. Vân gỗ mờ chống trơn trượt. Hàng này rất là vân, rất là đẹp. Như gỗ tự nhiên luôn. Này khi mình lát thì mình lát so le 37 nha các bạn, nó khoảng 15 đến 20 cm là ok, lên như là sàn gỗ tự nhiên luôn. Quay xa hơn một xíu cho các bạn xem. Này là hàng 2 chữ A, là hàng giá rẻ nha các bạn. Và chất lượng mình thấy thì khá là đảm bảo. Mình quay sát cho các bạn xem. Vân gỗ màu rất là đẹp, sang trọng. Giòn cảnh ok. Một thùng nó có 8 viên. Xin đọc một số các cái khuyến cáo của nhà máy để cho các bạn được rõ hơn. Hướng dẫn sử dụng: phải sử dụng cùng một mã số, giữ khoảng cách từ 3 đến 5 mm, yêu cầu lát theo chiều mũi tên ở dưới đế bên gạch. Mọi khiếu nại trực chỉ được giải quyết trước khi thi công. Đây là cách lát theo nhà máy. Kích thước 1580
số lượng là 8 viên, trọng lượng là khoảng 21-22 kg. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn hãy like share video để nhận được những video hay hơn tiếp theo.